Xin chào tất cả các bạn, mình rất vui mừng khi được gặp lại các bạn trong khóa học bánh trung thu truyền thống lần này. Nếu như bạn đã theo dõi khóa học lần trước của Nguyệt thì Nguyệt đã giới thiệu với các bạn cách làm bánh nướng nói chung và sử dụng nhân nhuyễn. Tuy nhiên trong khóa học này thì Nguyệt sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm bánh trung thu thập cẩm truyền thống. Và ngoài cái bánh trung thu thập cẩm truyền thống ra thì Nguyệt cũng sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp để làm ra một loại bánh trung thu thập cẩm mang tính chất hơi hướng hiện đại. Với bất kỳ một người dân Việt Nam nào thì chiếc bánh trung thu nó gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, đặc biệt là những chiếc bánh thập cẩm. Nó mang những cái kỷ niệm từ thời thơ ấu của chúng ta, nhất là với những người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Khi nhớ về tuổi thơ thì họ sẽ luôn gắn liền với những chiếc bánh trung thu truyền thống với những cái lớp vỏ, phần vỏ rất là cứng, thậm chí là chúng ta hay nói đùa là thậm chí có thể ăn không cẩn thận thì có khi còn gãy răng hoặc là ném chó chết chẳng hạn. Đấy thì thực ra đấy là những cái câu đùa rất là vui thôi. Nhưng cái bánh trung thu thập cẩm truyền thống nó có cái phần vỏ rất là cứng, nó cứng giòn. Và phần nhân thập cẩm thì nó có những cái phần đặc trưng rất là riêng biệt mà Nguyệt sẽ giới thiệu cụ thể của từng cái phần học của chúng ta trong những cái phần dưới đây. Trong cái khóa học này thì Nguyệt sẽ giới thiệu cho các bạn là cách làm bánh nướng truyền thống, nhân thập cẩm truyền thống và nhân thập cẩm hiện đại. Và ngoài bánh nướng ra thì Nguyệt cũng sẽ giới thiệu với các bạn cách làm bánh dẻo nhân thập cẩm này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chất truyền thống thông qua bánh nướng và bánh dẻo này các bạn nhé.